Rồi mày thấy cái mặt con dê giống con gì nữa? Cái nhân vật gì mà rất là hung dữ? Wayne Victory. Nhưng mà tính ra Wayne Victory cũng giống như Nguyễn Sa Tăng nghe đó. Anh Wayne Victory mà coi cảnh này anh coi lại cái mặt anh trong gương ít nhất rất là giống con dê luôn. Trời ơi, lẹ đi, một hồi lại bị bắt cái này lên thùng hết bây giờ. Ở đây là anh thấy an toàn lắm rồi nè. Trời ơi, vừa chạy mà tụi bay vừa la như vậy người ta phát hiện sao? Anh miệng la lớn nhất á. Ba anh em tụi tôi nè, nãy giờ đi mua rác bị người ta hôm nay bị phục kích luôn. Người ta phát hiện ra người ta đặt bẫy bắt ba anh em tụi tôi nên tụi tôi mới chạy như vậy nè. Thì đâu có đặt bẫy. Trời ơi, sao ta bị vậy? Trời ơi, bị bụng cóc anh trai. Đâu mở ra cho các bạn xem đi. Khổ lắm. Ôi đau. Ủa sao tao thằng này giống như là chọc tay vô ổ điện vậy? Không biết sao không? Tôi đi lượm rác cho anh em. Rồi tôi bị nổi mụn cóc anh em. Bởi vì anh em thương. Like, subscribe nghe không? Trời ơi, tội nghiệp quá chứ mày hùng nó cái gì vậy? Mở đi mày. Trời ơi, không có gì đâu. Bởi vì anh em trong clip của tôi kéo xuống dưới có cái chữ đăng ký màu đỏ đỏ. Anh em bấm vô đó đăng ký kênh nha. Trời, tôi thấy rất là nhiều anh em chưa có đăng ký kênh á. Bởi vì phải đăng ký kênh thì tôi mới tạo động lực tôi quay. Cái gì hứa quá vậy? Lá lắm trời. Mày có hứa không? Tội gì hứa thôi, đi chụp cái đi. Ủa sao cái cây này màu đỏ lão gì mày? Ủa có cái nào cây này là cây độc ở trong chuyện cổ tích không biết mày gì mà. Ê cây này giống cái mồi không anh? Cái mồi gì? Nè giống cái mồi không giống cái mỏ con vịt. Không giống. Có vàng vàng giống mà. Có vàng giống. Ủa cái miệng nè. Ủa mất cười quá vậy. Thôi hàng mày ở đây chơi đi, lát chủ nhà tao ra tao chửi tiếp tục luôn. Cái gì? Trời mới lượm được mấy trái ngon. Ủa trứng chim hả? Không biết cái này giống trái dừa. What? Trái dừa còn non. Ủa mà trái dừa nó màu xanh mà sao trái này nó màu đỏ vậy? Cái này bị thúi nè, dừa lửa. Ủa lão gì? Ê, bây giờ mình chơi trò thử nhân phẩm nhanh nè. Bây giờ anh cầm mày anh quăng lên ba đứa mình đứng yên luôn. Chút thằng nào nó chịu dám chơi không? Okay, vô. Rồi 1 2. Ủa sao đúng sao vậy? Ủa này nhân phẩm biết hả? Bây giờ khỏi chơi luôn. Ôi anh thấy cái trái nó nằm trên đây nè. Đó cái trái nó suốt à. Lên đi tuốt lại. Lên nửa cái tay vậy rồi chứ. Rồi tao biết cách cho mày lên, mày đi làm vậy đây đi. Rồi Vino chú bảy 1 2 3. Rồi tiếp tục chạy đi, đừng có chạy, đừng có lại chạy đi, đừng dừng lại, đừng tới. Cái gì? Có cái tủ, có tủ. Ủa ai dùng cái tủ ở ngoài đường vậy? Có cái điện luôn nè anh. Ờ nhà này có hai tủi. Trời ơi đi ra đây. Nhà người ta là bất khả xâm phạm. Rồi bây giờ anh quyết định là mình sẽ lấy cái bàn này đem về nhà để mình làm bàn học sau này cho con anh nó học. Hang bay khiêng lên được không? Khiên thử ơi. Bàn nát nha, sao khiêng? Rồi khiêng đi. Quên, ở đây có cái thùng rác nè, để lên luôn. Rồi 1 2 3 vô. Ở trong đây nặng gì là chắc chắn nó có đồ gì đó. Dẹp cái này xuống đi. Bây giờ kiểm tra. Có cái này. Cái này mà nặng cái gì không phải đâu. Coi kỹ coi. Trời ơi, cỡ gì vậy? Trời ơi, ủa sao trong đây có lông bò sữa vitamin nữa? Trời ơi, uống liền. Uống liền, đang khát nước. Uống liền. Ngon không? Ngon. Còn hạn sử dụng gì? Quên còn hạn sử dụng anh. Đâu, tao để đọc cho. Tao uống xong rồi mày mới thổi. Hạn sử dụng là ngày... Ngày mấy? Ngày 19 tháng 9 năm 2020. Trời bắt đầu làm gì? Vô lên đó là cho anh trai này thông cảm cho em cái tại bị vậy cho nên vô lận thôi nha chứ không có lụm vậy mày lụm hả? Vậy đưa bao tay cho nó lẹ đi. Đâu có không rồi làm thủ tục đi. Ôi cái này là cái gì vậy? Robot. Ủa sao con robot này nó bị tàn phế quá vậy ta? Nó gãy hết cái chân cái tay anh trai đâu. Để coi đây cái tay này đúng rồi, bây giờ anh sẽ ráp vô. Đây là cái bả vai của em, nó ráp vô. Ơi mà anh thấy cái con robot này nó rất là chi tiết luôn nha. Coi nè các cái bộ phận trên người đó nè, là mình thấy cử động rất là linh hoạt luôn. Vậy là con này chắc mắc. Thì con này là đồ chơi bên Nhật mà. Ủa sao mỗi lần Vinu đây găng tay á chị? Ủa lần trước tao kêu mày mua cho tao cái hộp găng tay bự mà tại sao mày không mua? Anh có đưa tiền để em mua thì mày kêu có đưa tiền chứ. Em khỏi đeo luôn. Rồi vô bài. Cái này giống cái lo gì? Thơm lắm á bà. Ôi thơm lắm á bà. Tao biết rồi, cái này là như người ta để lên trên cái máy lạnh á, cái nó phà hơi ra nó xuyên qua cục này nè. Nó sẽ thơm phòng cho mình á. Vậy hả? Ủa mày tháo cái được luôn hả? Ủa hay vậy? Hay vậy? What? Ôi! Oh no! Gì? Cái con gãy ăn tao luôn rồi đây nè. Ôi cái con mày nó cứ gắt anh em để có thử rồi nè. Ở đây là 1 cục nè, 2 cục nè, 3 cục nè, 4 cục nè. Cái cục này còn mới lắm nha, mình đem cái này về mình để trong phòng cho nó thơm phòng cũng được vậy. Đây được rất nhiều anh trai luôn. Sao vậy? Ung thư á. Ung thư cái gì người ta sản xuất ra cho mình hít mà mày không hít ổn không? Tầm bậy không à mày không hít. Đây gì đâu, lấy về cho anh hết đi. Đây, rồi. Hôm nay là tôi hết nguyên đống này luôn, không có ăn đâu, dành hết với tôi á. Đó, còn cái này là cái gì nè, lấy ra đi. Đó. Rồi bây giờ cái hộp này mình sẽ để vô trong góc này. Cái này tôi sẽ đem về tôi thích. Đây là siêu xe. Mà tại sao nó lại có một bánh? Về xe của tương lai anh. Ủa tương lai là người ta đi xe một bánh hả? Tương lai ta đi xe một bánh không anh? Đâu để anh đi cho nó đi thử coi nó đi được không nha. Trời ơi
thổi nó lại rồi mày. Mày thử rồi. Ôi, lấy niệm cano anh trai. Bây giờ cho nó đã, cho đổ dốc, cho đổ dốc. Vô. Đó. Ôi. Trời còn giữ nguyên luôn nè. Yeah. Wow, đúng là xe của tương lai có khác. Là chiếc này của tao. Đây là một con chó. Ô hãy con này là con gì ta? Con dê. Con này. Sao giống con này vậy? Đúng không? Ồ. Đúng, nó chỉ đúng với màu da thôi à. Con này là con hươu cao cổ. Này, để đây đi. Cái này có gì trong đây nữa không? Ủa, sao cái mũi còn có miếng không vậy? Chán vậy trời. Không, nhưng mà cái mũi này mình đem về nhà mình ăn dao ua được á. Mình để vô cái ủ dao ua mình lại á, mình ăn. Ủa, sao mày có cái nĩa hay quá vậy? Nãy em lấy nó ra luôn á. Trời ơi, còn gì đâu không? Đây. Wow, anh này là chuột Mickey nha. Anh này chính là idol thần tượng bao nhiêu năm nay của Disney. Đó, sau lưng anh có gì chú Disney nè. Chắc chắn là các bạn biết cái này là tuổi thơ của tôi. Chắc chắn các bạn sẽ biết cái nhân vật hoạt hình này là con chuột Mickey. Cappuccino dừa. Thằng này sao nó lẹ cái ăn uống là nó xuất hiện liền à. Mở ra coi. Má tao ngồi tể từ từ tao ăn mày làm gì vậy? Quậy không mày đi. Chắc một lát tôi phải leo xuống dưới sông tôi tắm quá trời ơi. Mà nói thiệt cho anh em biết nha, một tháng nay tôi chưa có gội đầu đâu. Tại vì cái đầu tôi nhuộm nè, tôi gội tôi sợ nó bay màu. Thúi đâu thúi, mày thúi lại thúi coi mày thúi không. Mày biết sao không, đó là phương pháp đi lượm rác không bị thúi đó. Cái gì bỏ bậy vô vậy mày. Trời ơi, con hươu người ta đẹp mà nó phun nước phun trào cho gì. Bây giờ con hươu của người ta dơ như vậy nè. Ê, con hươu bằng chân này chắc đẹp lắm à. Yeah. Ôi, trung tâm màu luôn anh trai. Ôi, phải con hươu, mày có con gì đúng rồi. Dê. Yeah. Con gì? Yeah. Rồi mày thấy cái mặt con dê giống con gì nữa. Cái nhân vật gì mà rất là hung dữ. Quen victory. Mày nữa. Quỷ sa tăng. Quỷ sa tăng à. Nhưng mà tính ra quay victory cũng giống như quỷ sa tăng nghe đó. Anh quay victory mà coi cảnh này anh coi lại cái mặt anh trong gương ít nhất rất là giống con dê luôn. À. Ủa cái cục này cục gì, bốn cục vậy, giống bốn cái bánh bao vậy? Cục lắp ráp hay sao anh? Đây. Này là chiếc xe hả? Đi. Có cái này là cái mô hình của nhà nè. Ê, chị chân đây luôn, chân đây luôn. Vậy là tôi biết rồi nha, những cái món đồ ở trên đây á là để trưng cái bàn học của cái bé gái này nè. Yeah. Sao cái chân ai nhỏ xíu vậy? Wow, cái này là cái nền của Bạch Tuyết và hai chú lùn mà trên đây có hai chú. Cái đồ nó vậy á. À. Ủa mày cầm cái gì vậy? Cầm cái giò của xin. Tốt nãy mày lỡ mở rồi mày mở luôn cái này coi tức. Rồi, này mở cẩn thận nha, cái này thuốc chứ không phải đồ chơi đâu mà. Hả? Đâu đổ đây coi. Trời ơi, nó bỏ bẩn thần mà nó vậy đó. Thôi bỏ vô đi. Gì ghê quá. Này hơi dơ anh trai. Ủa có đầu con chó nè. Nhưng mà cái con chó này thiết kế giống như là cái trái bên bàn á, mày biết không? What? Của tao hết. Để review. Ủa mày, mày thấy cái bây giờ dành với tao nha. Lấy cái coi. Nè của mày nè. Gì vậy? Cái này là cái gì đây? Thôi dọn cái bàn ra. Trời ơi. Bé gái này có chơi công nghệ luôn tao ơi. Nó gắn cái đèn này để nó không đèn. Cái đèn à. Đâu mày mở lên coi. Cái đèn này cái đèn bàn nè. Là mày lấy cái này mày kẹp vô trong đây nè. Đó mày để này rồi. Đó tối là chiếu sáng lên luôn. Con. Ủa tao mày có cái gì mày viết vậy? Thì lẩm cái nè. Con gì? Con gái. Con. Viết tiếp chữ kế tiếp. Con cú. Rồi ghi vô. À bậy bạ là ăn cái bóng đèn vô đầu liền hả mày. Thằng này hôm nay đi theo chứ giám sát rồi. Vậy bây giờ tao hỏi mày review cho tao cái này coi. Mày review cho tao coi cho đàng hoàng. Cái này là một cái đèn. Đúng. Lật mặt phía sau coi. Ồ, cái biểu tượng của Apple. Apple. Luôn. À, có Apple. Cái thằng này là thằng khác. Chứ tượng Apple bây giờ nó ra luôn đèn ngủ là nó cũng dữ. Đó. Cái này là đèn học cho các bạn học sinh nhỏ. Nhưng mà tôi nhìn từ xa tôi thấy cái này nó giống với một cái thứ khác mà chúng ta hay xài. Mày biết là cái gì không? Cái điện thoại. Tầm bậy. Câu bậy. Thấy quen quen không? Giống cái gì? Cái gương. Tầm bậy luôn. Tôi nói cái anh em hết hồn liền. Cái này giống như cái vòi sen mình tắm vậy đó. Y chang luôn. Đúng không? Đúng luôn. Ngu. Tao nói là chính xác còn ngon cái gì nữa. Đụng vào đây đi. Đây. Ôi. Ôi. Cục pin. Cục pin này á là tôi biết luôn đó. Cục pin này là cục pin dành cho máy chụp hình. Yeah. Đúng rồi. Có hiệu là hiệu pin sen nè. Pin sen. Đúng rồi. Hiệu pin sen là rất là hiện là đại luôn. À. Rất là hiện là đại luôn. Ủa cái này là danh thiếp gì vậy? Ủa kia có đuôi con mèo nè. Mew Store. Trời ơi, hèn chi Mew Store, các bạn lấy biểu tượng là con mèo thấy không? Mỹ phẩm chính hãng giá sỉ. Mà làm logo dễ thương quá anh trai. Trời ơi, logo đơn giản để mèo thôi có gì đâu mà dễ thương. Đấy, này sao giống con bà tụ gì Tuấn? Ấy bà tụ để vẽ thêm hai mắt vô đúng có mắt anh này. Đúng rồi đây. Bây giờ anh Tuấn sẽ vẽ thêm. Nó một dây luôn. Đâu tháo ra coi cái dây này coi. Hôm nay tôi phát hiện ra một dây bạch tuộc. Sao mình chẳng hả? Bây giờ anh Tuấn thiết kế cho tôi cái mặt của bạch tuộc cho nó đẹp vô coi.
Ủa mày dễ gì vậy? Rồi mày dễ tiếp. Cùng mắt. Dễ tiếp đi. Chuẩn bị xử đó nghe Gino. Yeah. Đâu vậy cái gì rồi? Quái thai. À không, cái này là trái thơm. Trái thơm mà nó vẽ chưa ra. Quái thai là chó không có tiền. Trời ơi bậy bạ không, đây giờ để tao vẽ cho nè. Cầm ơi. Nè. Vẽ rồi, vẽ đi đâu, cô cái tay bị cùi rồi hèn chứ vẽ tao bậy tao bạ. À đây, con mắt bạch tuộc là nó phải vậy nè. What? Đó. Đó. Đồng cái miệng ở dữ. Đó, mắt bạch tuộc. Bây giờ tôi sẽ lấy con này tôi làm chồng dây chuyền tôi đeo. Trời ơi, dữ vậy em trai. Đẹp không? Có hai cục hai bên nè, đẹp quá, giống như là thành cái tư hãng vậy đó. Rồi. What? Phê. Nó tục quá anh trai. Bậy bậy bạ không rồi, tới đây rồi, tiếp tục đi. Đây là cái kiếm gì nè, hình như có đèn luôn nè. Kiếm siêu nhân. Kiếm siêu nhân à? Ừ. Ê, trang trí cho tên. Đâu trang trí sao? Trời ơi, cái gì mà còn trang trí, nó vẽ bậy bạ rồi thì có trang trí, tự nhiên trang trí kỹ lưỡng xíu. Ui, coi con gì lạ gì đúng. Anh cảnh sát. Đâu, có cái chân này mà giật cái chân thử coi. Trời ơi, không được không à. Ở đây có cọng dây nguồn nè, cọng dây nguồn là giống như cọng dây nguồn của máy vi tính vậy đó. Đâu yeah. Rồi, cái hổ này giống cái hổ cắm nồi cơm. Đúng. Cơm. À, mà cái dây ở đây. À, đây cầm. Này ba cháu rồi. Tôi phát hiện, tôi hướng dẫn cho anh em coi nè. Gì? Anh em thấy cái ổ điện bự vậy là nó có cái cầu chì trong đây, giờ tôi mở ra cho anh em xem. Đó, đây nè. Thấy chưa? Ghê hả? Thấy chưa? Đố cái cầu chì đang quang. Để mở ra ấy. Tôi nói đâu có sai đâu. Tôi đâu có dụ anh em đâu. Mấy cầu cắm anh em mà bị trái cầu chì á, mình có thể tháo cái gì mình thôi mua. Mình đi ra ngoài mua cái cầu chì này có 1.000 đồng mà. Còn nếu như mà mình đem ra ngoài tiệm ta sửa, người ta lấy tới mấy chục ngàn là. Gì ghê hả? Tại vì đó là nghề của người ta mà. Rồi ok anh em, coi như là hôm nay là phát hiện được cái bàn rất là tốt rồi. Tôi xin kết thúc clip tại đây luôn. Anh em hãy ủng hộ team bằng cách xem thêm nhiều video khác nữa trên kênh Hạt Đức TV. Anh em nhớ qua đăng ký kênh Hạt Đức Vlog, kênh VV Channel nữa nha. Đúng rồi. Tôi luôn tôi xuất hiện trên màn kênh đó. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, bye bye. Rồi tụi bay dọn hết cái bàn lại đi, tao về trước nha.